nhằm từng bước đa dạng hóa nội dung, làm phong phú các chương trình trên sóng phát thanh và truyền hình, đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí của các tầng lớp nhân dân. Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện trong hoạt động phát thanh truyền hình. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đã thống nhất ký kết biên bản hợp tác chiến lược toàn diện trong hoạt động phát thanh truyền hình thông qua các hình thức liên kết sản xuất và phát sóng chương trình thực hiện việc bảo trợ truyền thông và thực hiện việc bồi dưỡng trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong từng giai đoạn hai bên tiến hành sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm để phát huy những kết quả đạt được và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế khó khăn sự kiện ký kết hợp tác giữa đài phát thanh truyền hình bình dương và đài phát thanh truyền hình an giang đã đánh dấu cột mốc quan trọng mở rộng mối quan hệ hợp tác và tối ưu những tiềm lực có sẵn của hai bên đồng thời cụ thể hóa kế hoạch hợp tác sản xuất các chương trình góp phần làm đa dạng và phong phú nội dung lẫn hình thức sản xuất các chương trình phát sóng trên sóng phát thanh và truyền hình theo biên bản ký kết hai đơn vị cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao và các hoạt động khác nhằm tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp bền vững cho đội ngũ cán bộ viên chức phóng viên biên tập viên của hai bên